Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mừng ngủ hát xong rồi ngủ tiếp. Happy birthday. Happy birthday to you.
thì các sinh nhật Hàn thôi. Rồi có động của Thành. Sinh nhật Hàn. Trời ăn hết cơm đi rồi cho ăn bánh mà. Chút nữa mà ăn không hết cái bánh là cái công chuyện. Cảm ơn không ở đây nha. Ôm ngon quá. Cái muỗng nè. Cái muỗng nè, Thành ăn kem ngon giờ đã thấy chưa? Thành nó thích ăn béo. Để cho em ăn đi, Đạt ăn cơm xong rồi Đạt ăn. Bình thường bánh kem thì không ăn. Để đây cũng làm gì. Đạt ăn hết cơm đi rồi Đạt ăn. Ăn hết cái bánh này luôn nha. Đứa là chừa lại cái miếng bánh là cả công chuyện à. Sinh nhật Thành, Thành nói sinh nhật Thành. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Thành. Thành ơi. Thành hát, Thành hát. Cười, Thành tự chụp hình có. Rồi Thành hát đây. Thành đêm bơ về chưa dù. Đạt, Đạt đây em hát. Rồi hát đi. Rồi. Đạt cắt đi. Rồi. Thành bơ về chưa dù. Thành đêm bơ về chưa dù. Happy birthday, Thành đêm bơ về. Happy birthday. Chúc ông bà cô chú một ngày tốt lành. Cảm ơn những lời chúc mừng của các anh chị em trong gia đình và trên Facebook đã gửi lời chúc mừng sinh nhật Trinh nha. Trinh cảm ơn rất là nhiều. Sinh nhật không có làm gì hết á, chỉ ở nhà chơi hồi năm nào cũng vậy. Hồi trước thì đi ăn sinh nhật với chị hai, còn bây giờ thì mấy năm nay thì toàn ở nhà không mà không có làm gì hết. Cảm ơn những lời chúc của tất cả các anh chị em nha. Ơi em được bà ơi mừng sinh nhật con mình. Bà ơi em được học sinh nhật con mình. Người cha rất nhầm nhìn ra. Bà ơi mừng chi bà ơi mừng chi chân già giờ cha mừng đâu anh nói xong rồi ở cho bà bờ trời hai hai mình đau đợt đời sinh ra bà ơi giờ ra ban đầu chân đời bị từ ban đầu sống cho nghĩa tình sống ra cha người ra. Hay quá, Thành hát hay quá. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Này là cái ông chú bà chú nè, hoàng tử công chúa rồi ăn cá hồi nè. Bình thường là tôi ăn trứng trứng gà không. Công chúa phi nhân rồi ăn cá hồi chiên bơ tỏi. Tôi rất thích ăn tỏi nhiều.
ăn được tỏi. Ông nó ăn mà tỏi chiên á, chiên cá hồi á, bỏ vô á là nó ăn. Như tỏi mà trong kha phích á là nó ăn. Còn kha phích là ăn. Mỗi đứa một phần. Thành cũng thích ăn cá hồi chiên luôn á hả? Thành cũng thích ăn luôn á hả? Ủa, chiên thơm quá mà đúng không? Ủa, ngon quá, chiên chiên ngon quá, ngon không? Ngon, ngon không Thành? Thành ơi, Thành, ngon không? Ngon, ngon không chị Như? Được trả công làm sao? Trời ơi, không trả công gì hết luôn, buồn luôn. Rồi, sao tí đã? Kia của Thủ Như với Thành, của Tý Đạt. Em hết rồi kìa nhờ chị Như, bảo quay cho em nữa kìa.